Nhân chào cả nhà mình nha. Bây giờ là cô Nhân đã tranh thủ về đến thú y Kim Sơn, đưa bé đến thú y Kim Sơn để cả nhà mình. Cái bé này là cái bé mà em đẹp nó rồi sợ cũng qua khỏi đó, rồi sau khi chú Nhân tẩm bổ bé ăn dữ quá, rồi bé ăn dữ quá xong rồi cái giống như cái bụng bự á, cái tụ canxi đi không nổi, rồi chú Nhân nói là có cục cú nè. Nhưng mà thật sự ra cái này là nước dịch, rồi nó động ở dưới bụng nữa nè, mà bên da bên này là xẹp bớt rồi. Bên này là sẹp bớt rồi chứ còn dưới này nước không à, ngày qua là bự luôn á, nước không à, nên là sẹp bớt rồi đó. Nhìn thấy nước không, mà nay nó sẹp nhiều lên ra mình khó nhìn. Còn cái này nó nguyên cục nước chỗ này đó, nó nguyên cục nước chỗ này đó. Anh cứu mới cứu à? Mới cứu. Bạn này là ở ngoài đường đúng không? Đúng rồi. Em test trước nha. Rồi. Bữa hổm thì là không ăn, qua bữa sau là ăn được, ăn láo ăn lắm. Anh cứu mấy ngày rồi? 5 ngày à? 5 ngày rồi. Láo ăn cái đó rồi xong. Cho chị miếng oxy với bạn ơi. Xong cái đầu là ăn nhiều quá, cái bụng bự quá đi không nổi. Đi không nổi cái ị luôn, nằm luôn. Có thể đi phòng gì không anh? Hả? Anh có thấy đi phòng không anh? Và 2-3 ngày nay không thấy đi phòng. 2-3 ngày này không thấy bé đi phân. Nước cụ nhà thấy nước không? Bụng nhà nước mà. Nước không à. Ngộ vậy á, cái này chắc bị thận quá. À, nó đang đừ lắm đó anh ơi, em thấy yếu lắm á. Nó đang bị tích nước dưới da dữ. Đúng rồi, tích nước. Luôn. Nó có nước mà ngày hôm bữa hổm cục bự vậy nè. Ở dưới này bự vậy nè, dưới bụng bự vậy nè. Ở cái này nó tan bớt á. Bạn này mấy nay nói có ăn đi mạc nhạt lắm nha. Cái này được anh cho bạn xét nghiệm tổng quát cái nha anh ơi, anh thấy không, nhưng mà có bạn này trắng giờ luôn. Rồi. Không có miếng máu nào luôn ấy. Rồi. À, mới cho uống viên canxi. Buổi chiều hả anh? Buổi chiều mới vô uống rồi. Thì nên uống buổi trưa tới buổi sáng luôn, chịu nó thu hút tốt. Rồi với lại làm thủ tục cho mình đón cái bé xe đụng cải xương hàm luôn. Cải hàm về luôn mọi người ơi. Ở đây nhắn kêu đón về mà. Thận là sao á, nước không à? Dạ đúng rồi, nên là bây giờ mình xét nghiệm một cái mới biết nha anh. Nguyên cục chỗ này bự lắm luôn nè. Tại vì tích nước dưới da rồi. Thiếu máu rất là cao nữa. Có lạnh không chị chưa? Chị đang đo. Mà lạnh nó cho chị cái đèn đi, mà lấy thì để đi đó chị bật lên. Bữa hổm nó còn bộ xương không luôn á, nó về nhờ cái chịu ăn quá cái nó mập lên á, mập lên thấy rõ luôn, gấp đôi hổm luôn á, không còn bộ xương không à. Bạn đang bị phục nhiệt dữ lắm nha anh ơi. Anh giữ oxy giúp em test lại bệnh cho bạn đó, anh chỉ cần dịnh mấy bữa đầu thì thấy mà hai bữa nay không thấy. Có ói gì không? Gì lắm nha. Có ói. Hai bữa nay không thấy nhưng mà ói ra lại.
hỏi hỏi ra còn lại luôn. Bây giờ là to không luôn á. Giờ có máu không? Có máu sẵn không? Không có sẵn anh ơi. Bây giờ anh đồng ý thì bác Sơn tìm hiểu bác Sơn lấy máu cho. Máu quá thấp luôn hả? Máu rất là thấp, anh máu rất là thấp, không được 1 chấm nữa. Hẹn qua nó có thể chết chứ. Không, nghị lực ghê lắm, bữa giờ vậy đó. Nghĩa là nghị lực sinh tồn dữ lắm. Không, nhưng mà bây giờ thì thông số này quá xấu rồi anh. Nó có thể không qua khỏi. Nó có thể không qua khỏi. Được, qua đây. Dính phân rồi, dính phân rồi. Phải không? Phân rồi.
Nó ứ nước cơ da nó nhiều lắm. Hả? Sợ nó bị thẳng với bị bán bột nó giờ em mang cấp cứu nó trước chưa siêu âm được. Giờ xíu em siêu âm cho nghe. Đó thì cũng nghĩ là bị thận. Thận thì có thể nhân sáng. Nổi ra còn dung luôn à. Nổi cái một gì ngay cái miệng đó nè, bên mấy bên kia quá giống như con ve vậy mà không phải, bữa hôm không có nha, nó mới nổi lên luôn. Rồi đây là cái chi tiết tính tiền của bé bị gãy xương hàm này cả nhà mình nha. Bé bị tai nạn xe đó. Thì hôm nay bác sĩ nhắn siêu nhân xuống đón bé về xuất viện, bé đủ điều kiện để xuất viện ha. Đây là những chi phí mà mình phải thanh toán nha cả nhà mình. 6.708.000. Sáu triệu bảy trăm lẻ tám ngàn. Thì cái vấn đề bé này sau khi siêu nhân đón về, siêu nhân sẽ đọc tên mạnh thường quân mình ra ha. Hơi chập hả? Rồi đây là bé bị xe đụng gãy xương hàm này nha cả nhà mình nha. Hôm nay mình thanh toán tiền viện phí đón bé về ha. Thì sau khi bé về thì siêu nhân sẽ nghiên cứu cái đường coi như là ai là người chăm sóc bé ha, như thế nào. Rồi siêu nhân sẽ đọc tên mạnh thường quân mình ra đã chung tay giúp đỡ tiền viện phí điều trị cho bé nữa nha cả nhà mình. Siêu nhân cả nhà mình chán chờ ha, siêu nhân sẽ đọc tên mạnh thường quân mình ra sau khi siêu nhân đưa bé về về trạm nào hay là như thế nào đó để biết lòng cảm ơn đến tất cả quý mạnh thường quân trong và ngoài nước đã thấy bé tội nghiệp mà chung tay lo tiền viện phí đâu cho bé nha cả nhà mình. Ủa cái lưỡi bé hồng một bên vậy hả? Đúng không? Bên xương hàm bạn là nó bị mất luôn bên một bên xương hàm là... cái lưỡi nó sẽ bị hay bị thè ra ngoài đó. Tuy nhiên là gỡ hết một bên ra.
hàm dưới đúng không? Đúng rồi, hàm dưới. Để em cho em bác xem vết thương nha. Anh gửi bạn xem à. Rồi 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 rồi, đâm ra là cái lưỡi của bé rớt ra à. À, có cắt chỉ có gì không? Rồi tự trùng, tự tiêu. Cái lưỡi bé tự động rớt ra ngoài tại vì không có cái xương hàm vừa giữ lại cái nhà mình. Hiền hả? Đấy là bạn hiền, nhưng mà khi mà làm những thứ mà bạn không thích thì bạn sẽ hơi khó chịu mình một xíu. Chứ là hiền quá. Trai gái? Dạ trai. Hiện tại là ở ăn cháo được. Rất là thích ăn cháo, rất là mê ăn cháo. Mà do cái vết thương của bạn nó vẫn còn chưa lành hẳn, nên là khi anh cho ăn cháo xong, bạn sẽ để ra một cái tô nước cho bạn uống để bạn tráo lại cái miệng của bạn, cho nó sạch nước cái cháo bạn trước đó đã ăn đi. Rồi đó, để cho nó sạch cái vết thương. Có nghĩa là bây giờ cái lưỡi của bé sẽ rớt ra vậy nè. Có nghĩa là giờ cái lưỡi Giang ơi, cái lưỡi bé lúc này cũng vậy, nó cái lưỡi đây không có cái xương hàm giữ lại cái nhà mình. Nó ra cái lưỡi ra vậy đó. Rồi, về nha em con. Nó về nha không? Ai biểu đi ra đường đúng không? Nghịch ra đường bị xe đúng không? Tổng số tiền của bé Vàng bị tai nạn cái nhà mình, tổng số tiền của bé là 7.740.000. Kim Sơn giảm cho siêu nhân 30%, giảm cho siêu nhân 30% là 2.3 mấy đó, còn lại là 5.418.000. Rồi những cái mục này là thuốc uống nha cả nhà mình, thuốc uống và thuốc điều trị từ bữa giờ đây là cái này là của bé. Thì bốn cái mục này là 1.290.000, thì tổng số tiền của bé mình phải thanh toán là 6.708.000. Quá trời. Đúng chưa? Rồi. Cô siêu nhân, thành toán luôn bé Cô Ly, cô siêu nhân cái nhà mình 2 triệu mấy nữa, thành 9 triệu. Bé Cô Ly của siêu nhân 2 triệu mấy nữa, thành 9.408.000. 9.408.000 hai đứa con nhiều nhất. Rồi xong rồi tới Cô Ly. Còn tới 7.7. Ờ 6.7. Thôi là 78.000. 2 triệu mấy là bé Cô Ly của siêu nhân, bé mèo của cả nhà mình. Rồi. Các mạnh thường quân mình thông cảm ha. Sau khi siêu nhân ổn định bé rồi, siêu nhân sẽ đọc tên mạnh thường quân mình ra đã chung tay giúp tiền điều trị cho bé nha. Ở đây đặt tên cái gì vậy? Kêu gãy hàm gì? À, kêu gãy hàm hả? Dạ, đúng rồi chị. Cho ăn cháo à? Cái này á, hiện tại á, cái miệng bạn cũng không có cái sử dụng lâu lắm. Nhưng mà khi mà anh thấy bạn dùng cái tay bạn hay gãy gãy cái miệng á, thì anh nên đeo nó lại. Do nó có cái vết thương nó làm cho cái vết chỉ nó không bị ngứa. Và sử dụng cái chân mà móc cái vết thương thì nó sẽ làm bát vết thương ra. Nên là được thì anh sẽ đeo lại. Bình thường thì anh không thấy bạn. Ai có mèo thì con chó gì đó, ai có gì đó thì mới nhiều đâu. Đây lại
đi vệ sinh thì vẫn chưa đi, chưa đi ỉa, còn đi đái thì vẫn đi bình thường. Chưa đi hả bà? Đúng rồi, chưa đi ỉa, nhưng bạn rất là nhát, ở cứ lại rất là nhát. Đi đái thì thường tụi em cũng phải thông tiểu, cứ chịu đến tiểu là được. Thông tiểu luôn hả? Đúng rồi, chứ không có chịu đi tiểu, là hỗ trợ. Rồi vậy sao cho xuất viện? Ấy là đi tiểu được, ấy là nó nhát quá. Tiểu à, ngoài này cho đi chơi bình thường là đá được. Tiểu là vì cái sỏi thì gì đâu. À. Bình thường nó sợ thôi, nhiều đứa nó đau đi mình đi bình thường. Nó sợ quá nó nhát, chịu đi. Chứ giỏi quá. Tự nhiên mắt mắt vàng luôn á. Mắt này mắt hổ mắt luôn á. Tạm ứng cho bà vậy. 3 triệu hả? Dạ. Tạm ứng cho bạn. Có nhiều vậy? Có 1 kg mà. Tạm ứng cho bé chó con này 3 triệu rồi cả nhà mình. Đó, đang nằm ở đó ứng 3 triệu luôn. Rồi 3 triệu nè. Cái 616. Mười mấy triệu à, hồi nãy là 9 triệu 4 18 08 gì đó, giờ 3 triệu nữa. Hả? Quỳnh Hoài Khanh. Rồi đến đây Siêu Nhân xin tạm dừng clip lại nha cả nhà mình nha. Mình cầu xin cho bác sĩ thú y Kim Sơn vật lộn và lại với thằng chết dành lại sự sống cho bé chó con nha cả nhà mình. Thật sự là bé Siêu Nhân thấy rất đau khổ, giống như bé còn một vài hơi thở cuối cùng thôi cả nhà ơi. Hy vọng rằng mọi chuyện phép màu sẽ đến với bé, bác sĩ thú y Kim Sơn sẽ đấu trí lại với thằng chết dành lại sự sống cho bé nha. Bây giờ Siêu Nhân xin phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà mình trong những video tiếp theo. Bye bye cả nhà mình nha. Cảm ơn cả nhà mình đã theo dõi clip ha.